Em biết cái nghe là u máu mà biết không? Hemangioma nữa, thì trên trên học á, cái hemangioma cũng rất là điển hình của mặt gan. Nó là một cái u lành tính thôi. Hemangioma lành tính thì cái một cái động học điển hình của hemangioma á. Tại vì đây là những cái u mà chúng ta đi lâm sàng muốn chúng ta lấy cái phim chúng ta tự coi á, thì chúng ta thấy dù khi thấy kết quả là kết quả bác sĩ cho nó đánh đọc là hemangioma gan phải nè, thì chúng ta mới lấy phim chúng ta coi coi đúng là hemangioma không, thì đúng hemangioma nó như thế nào. Thì cũng một cái u gan cũng vậy, chụp theo chụp bốn hình nào đó thì cũng có phim chưa tiêm thuốc thì thường nó sẽ giảm. Hemangioma thì đa phần gần như là nó giảm so với u gan hết, và dược tại nó giống như một cái bể máu mà, thì bắt đầu cái chất bắt thuốc đó nó sẽ bắt từ ngoài vô bắt nè, bắt đầu nó lắp dần vô qua các cái càng gì sao nó lắp vô chụp càng trễ chứ chúng ta thấy nó lắp chưa hết, nó chụp trễ thêm khoảng 2 phút nữa sẽ lắp đầy hết. Nó nhiều cái bể máu mà thuốc nó vô nó quay nó vô từ ngoài vô vô nó lắp dần để lắp động học dần từ và đặc biệt thì chúng ta phải lưu ý cũng có nhiều u cũng như trang vậy đó, 2-3 u nó cũng mà anh không có nói được, nói ra sợ chút mình loạn, nói chung là nhìn cái hình này thôi, nhưng mà cái quan trọng mình nhìn là nó là u máu và máu thì chúng ta tinh lý á, chúng ta sẽ nhìn cái này cái động mạch bắt này, ta sẽ nhìn qua cái động mạch gan thì chúng ta thấy đó, hai không cái màu trắng nó giống nhau, tức là cái đậm độ đó, nó giống nhau. Rồi qua tới thì là thì từ tĩnh mạch cửa, chúng ta nhìn mình cái này với lại tĩnh mạch cửa đó, thấy cũng giống nhau. Qua tới thì sao nữa, lúc mà thuốc nó qua tới bên cửa rồi cuối cùng nó sẽ qua tới bên gan đúng không, để nó dịch tiêm từ động mạch gan xong thôi đó, như nó từ bên cửa xong vô tới bên trên gan chứ để đổ gì xin phải thì thấy nó đậm độ giống nè, trên các cả thì giống đó, đó là một cách chúng ta để xác định. Nói chung về cái động học của nó, điển hình của một cái hemangioma là gì, nó bắt thuốc đúng đớn với ngoại biên càng như sao thì nó lắp dần vô trung tâm, đó là một cái động học hoặc là một kinh điển của hemangioma. Nếu hình ảnh học về là chúng ta phải chọn đó nó luôn thẳng là hemangioma đó. Và đặc biệt đôi khi nó không phải nó lúc nào cũng là đẹp như mơ vậy đó, nhiều khi mấy cái u khác cũng như che vậy đó, nhưng mà nó sẽ tinh tế hơn. Chính vậy đó anh mới nói giả sử đây nó giống mà qua cái thì này nó cũng lắp vô, nhưng mà cái đậm độ này so với cái tĩnh mạch này nó lại không bằng, nó có vậy cơ thể nó sẽ thấp hơn, chứng tỏ là nó không phải là máu, nó là cái mô u, chắc chắn là cái mô u chứ không phải máu. Còn này là cái máu lắp vô thôi, lắp dần vô chứ là cái to coi như thầy đó. Nhưng mà mấy em nhìn chưa nhớ là nhớ cái đọc học nó thôi, còn nó là cái tinh ý là mình khi mình đọc thôi. Nên sau này với khi chúng ta mở kết quả của bác sĩ sọc CT đầu hemangioma thì chúng ta đọc có thể kiểm định lại, có coi đúng bắt đúng không, tức là bắt từ ngoài vô trong lắp dần không, nếu thấy ok đi hình thì đúng hemangioma. Dù bác đây là kháng tiêu mà ông cho đó đánh đọc hemangioma nó không chút kỳ vậy, bắt thải giống như HCC nãy là bắt xong rồi qua thì sau nó giảm, còn này bắt hay càng lắp vô hemangioma đó là hai cái đây là cái u lành tính thôi, còn cái hàng nãy là ác tính. Hai này là hai cái u mà gần như chúng ta đi lên xe rồi họ cũng đi hay gặp nhiều nhất là hai này, còn nhiều gặp rất nhiều, còn mấy cái u mà kia thì cũng có mà đôi hiếm thôi, thì mình đang đi học thì mình chỉ học những cái nào điển hình thôi. Đó. Tương tự như thế không? Nó thấp rồi. Tại bản chất nó là máu mà, nên đậm độ lúc nào cũng thấp như mua gan. Qua đây nó bật từ ngoài vô lắp dần qua tới đây lắp đều hết. Ở đây là một cái cũng cái điển hình. Đây là chụp tới 5 phút luôn nè. Càng thì sao nó càng lắp vô đều hết. Nó lâu là cái hồ máu mà, cái băng dơm nó lắp vô đây để những cái hình ảnh điển hình. Và cái u thứ ba cũng hầu như cũng rất thường gặp, hầu như gặp khá nhiều luôn á. Lại cái u nguyên phát gặp thường nhất, u nguyên phát gan gặp nhiều nhất là HCC, còn u thứ phát gặp nhiều nhất là u lành bao nhiêu rồi là những căn này. Còn cái u lành tính mà gặp cũng nhiều nhất là u máu nãy. Thì giới thiệu cũng nhận nhất thôi, cái hay gặp thôi. Còn ngoài ra nó cũng còn cái chục u đó. Còn đó vô đó một cái chục u vô buổi là coi như mình lại Sài Gòn cũng nhớ nhá. Trong giới thiệu mà u thôi. Thì di căn thì nó mô hình đó, nó không có một cái khái niệm là trên người khi chưa tiêm là giảm hay là độ hay là gì đó, nó tùm lum hết. Tại mỗi một cái u nó di căn đến là nó cho cái hình ảnh hầu như nó không giống ai hết, nói chung là cái di căn là rất là nhiều hình, có thể là sao tiêm này có thể là giảm hoặc tăng hoạt động hoặc là giảm tăng tùm lum,
và tiêm thuốc có thể nó không bắt hoặc bắt kéo hoặc bắt mạnh hoặc bắt ngoại biên thì tùy tùy cái tính chất của mỗi loại viêm gan nó khác nhau rất nhiều. Đó. Nhìn chung chúng ta thấy là những tổn thương này đa phần chúng ta thấy hay là phục vật viền nữa, ung thư nang đa ổ bắt phục viền hay một cái ung thư và di căn tự ung thư đại tràng. Đây là một cái ung thư mà đại tràng ở di căn gan á, nó rất hay thường là nóng vôi. Bên bác sĩ cho rằng người ta hay có câu như một cái tổn thương di căn mà tổn thương u gan đa ổ mà có nóng vôi á, là cái động thái đầu tiên ta sẽ nhìn xuống đại tràng để kiếm có u đại tràng này không. Nó giống như là tại là thường ung thư đại tràng nó thấy di căn gan mà nóng vôi lắm, cái dạng cũng hay gặp nên cái người mình biết dù thấy ung thư thấy gan người đa ổ là miệng giống di căn mà nóng vôi đó. Cái động thái tiếp theo bác sĩ cho nó là làm tự thì cũng rà chút xíu coi hết khung đại tràng rồi có u đại tràng không đó. Tổng hợp tức là thấy đậm độ nó cao rồi, nó cao như u gan nhưng mà nó thấp hơn xương. Tiếp theo là một cái tổn thương lành tính cũng hầu như cũng rất thường gặp thì lâm sàng là cái áp xe gan. Áp xe gan thì thường là tại vì áp xe gan thì cái thành phần bên trong đó thường là đa phần là dịch đúng không, dịch thì đậm độ nó thấp, thường trên viên chưa tiêm thuốc là mức độ đậm độ nó cũng đa phần là hầu như là nó thấp, đậm độ thấp hơn cái gan, tức là đen hơn cái gan cho nó làm nhiều dịch mà đó. Thì bởi hình thành ổ áp xe bắt đầu nó sẽ do trong là dịch nó đâu bắt thuốc, nó sẽ bắt thuốc viền, nó bắt thuốc viền thành nó thường sẽ rất đều mỏng đều viền. Nếu mà có khí ở trong đó thì hầu như là giúp chúng ta cho nó xe gan hầu như là rất là tốt, nhưng mà chỉ có khoảng chừng 30% cái áp xe gan nó có khí thôi, còn là một dịch khí ở trong thôi. Mình thấy tổn thương gan đa ổ nó bắt thuốc viền làm độ dịch thuốc viền. Thường chúng ta tâm lý chúng ta để ý thì chúng ta thấy do nó viêm mà cái nhu gan kế cận nó sẽ bị sung huyết xung quanh trắng đó, thì sẽ bắt thuốc viền và mỏng nhiều tổn thương đó. Thì là đây là một cái hình ảnh nó áp xe gan tức là độ dịch bắt thuốc phía vùng viền tức là cái thuốc trắng trắng nhưng mà viêm này. Đó, nếu mà trường hợp chúng ta thấy khí trong đó hay là mực dịch khí đó, trên là khí dưới là dịch gọi là mực dịch khí, trên là có khí bên trong nữa thì hầu như chúng ta tự tin chúng ta chẩn đoán là áp xe gan luôn. Đa phần ở những tổn thương vi nãy đôi khi nó khó tức là mình không còn chẩn đoán được cái thằng di căn nó cũng đa ổ cũng mắc thuốc viền, còn áp xe gan cũng đa ổ cũng mắc thuốc viền đó. Nhưng mà vô sau nữa thì cũng có thể chẩn đoán được cái thằng các ông bác sĩ cho nó lạnh thì ông sẽ có nhiều cách hơn nữa cho sâu thấy cái viền đó như thế nào đó, nó mỏng thành nó thành mỏng nó thành dày viền đều hay không đều đó. Rồi cái viền của nó đó thường cái áp xe gan thì cái viền nó hay mỏng thế gọi là đứt vô ta ghét sai á, cái viền trong nó màu trắng nó bắt thuốc, viền ngoài nó màu đen mà đứt vô trắng đen, hoặc là trong cái di căn thì nó bắt xong rồi nó mô u mà thành mô và cái thành của áp xe nó phải mô thì có thể nó bắt hoài luôn, chụp dễ sớm thì cũng bắt bằng di căn, có thể là sớm nó bắt sao nó thải rồi nó mô bằng cách là mô nó là đi sâu vô rồi, nó là nhiệm vụ của ông cho nó ảnh nè. Còn mình học một cái hình ảnh mà chung á, hình ảnh áp xe á, khi mà mình người ta hỏi mình hình áp xe gan là cái hình ảnh như thế nào á thì mình thấy một tổn thương đậm độ như dịch thì tùy áp xe cũng tùy với đạn nữa. Giai đoạn sau, giai đoạn đầu thì rất khó trong đó, cái giống như u, bắt thuốc giống u. Giai đoạn sau, giai đoạn đầu vô hay giai đoạn hóa dịch rồi đó. Điều đầu giống như nè, trung tâm nó dịch thôi mà. Đặc biệt nếu mà có 30% có khí nữa, cũng thêm tổn thương một dạng dịch, có khí bên trong nữa. Hầu như chúng ta, mỗi chúng ta đi tập lâm sàng, chúng ta có thể tự tin, nó không thể là oxy gan. Thì là bắt thuốc viền rồi đó, đó là những hình ảnh điển hình của nó. Còn đôi khi có những ảnh không điển hình thì đôi khi nó rất khó, mình phải đi học. Nó là hình ảnh sâu hơn đó. Vì sau giờ cũng chưa chắc cho nó ra được đó. Còn vậy lúc đó bây giờ thì bên chỉ định thêm các phương pháp khác rất là nhiều, chứ không phải là nhìn mấy hình tại giới giới thiệu, chỉ giới thiệu mấy hình kinh điển thôi, giống như trên sách nó chỉ thôi, chứ trên thực tế nó không phải vậy. Thế là hình nào cũng vậy thì chẳng nói dễ quá, làm cho nó ảnh nó ra mấy hình chẳng nói thấy quá dễ. Ê, mình chỉ giới thiệu những hình nào mà kinh điển thôi, sách vở viết, còn ngoài ra còn rất là nhiều đó. Như hai cái tổn thương này thì thấy giống nhau nhau đúng không?
vô đồng không quen, không biết nào mà ấp xe nào u nữa, hai thằng nào u ấp xe. Thường thì đặc biệt là những cái u gan mà nó hoại tử á, u gan hoại tử thì bên trong nó cũng dịch, độ dịch nó cũng đen, thì có phần thành phần ngoài nó là một u thì nó bắt thuốc, thì con ấp xe cũng vậy, thành ngoài nó bắt thuốc trong là dịch, hay là đi che thì không biết nào là ấp xe thì u. Thì chúng ta nhìn, nếu mà nhìn kỹ lại giống như nãy mô tả hình ảnh đó, tức là cái áp xe thường thường là cái thành của nó là mỏng, vách nó mỏng và nó đều, còn trong u thì thành nó còn như nó sần sùi sùi sùi, nó dày sần sùi. Thì giữa hai hình chúng ta thấy nhìn vô thấy cái thành là khác, cái ông này bên đây là như là cái thành nó sần sùi sùi bờ nó đều luôn, còn bên đây là cái bờ em thấy rất là đều. Thì giữa hai thằng này hầu như là nhìn thằng này ác hơn rồi, thấy thôi là nhìn vô chúng ta thấy, nếu mà tinh lý không nhìn cái đồng độ dịch của nó đó, này nó đen rồi, hầu như là dịch. Còn đây có thể là mô hoại tử nên đồng độ dịch nó không có đen hoàn toàn hết. Thứ hai là qua cái giai đoạn sau là thuốc mô nó thải rồi, còn trong đây là bắt thuốc liền hoài luôn, thì nó cũng bắt. Bản chất của nó không phải là mô u, nó giữ thuốc lại. Đó, thì như nhìn thấy hình này, bản thân chúng ta nhìn chúng ta cũng biết là u đúng không? Đấu đại của chúng rồi. Đó, thì đó là cái thành nó dựa vào tính chất. Khi chúng ta thấy trường hợp nó không giống sách viết, dù nó là thành mỏng, thành mỏng đều chưa láng thuốc viền, nhưng mà chúng ta thấy cũng tổn thương có thuốc viền, nhưng mà sao thành nó không được mỏng, không được chưa láng, nó hơi bị dày, thì chúng ta phải đặt cho được tự là nghi ngờ để coi chừng không phải áp xe thì mà u đó. Thì bên cạnh đó chúng ta còn nhiều cái xét nghiệm, còn xe còn cái xét nghiệm khác để chẩn đoán nữa, về mặt hình học thì vậy thôi. Đó là nãy giới thiệu cái áp xe gan do vi trùng, còn áp xe gan do ký sinh trùng ạ. Xe gan vi trùng thì cái bắt thuốc cũng vậy luôn, nhưng mà áp xe gan ký sinh trùng thì nó thường nhiều ổ hơn, nhiều ổ nhỏ nhỏ và xu hướng nó tụ thành đám kết lại nhau. Thì bắt thuốc thì cũng độc độ dịch, bắt thuốc vì gì đó, nhưng mà nó xu hướng nó nhiều ổ chút nhiều hơn. Còn áp xe vi trùng mũ là một ổ của bự, còn là ổ thứ hai bự rõ ràng. Nó còn áp xe ký sinh trùng thế là thứ nó lớn, và cái trường hợp này lại khó chẩn đoán hơn, rất giống u. Đó, thì nếu mà điển hình chúng ta nhìn kỹ thấy là những tổn thương đậm độ nó không dịch hoàn toàn, nhưng mà sau đó nó bắt, thấy nó bắt mà xu hướng nó đến tụ lại, nó chụm lại nhau. Đây là những độ như em đang nói, bắt phút viền xu hướng nó chụm lại viền hoặc là bắt bên trong. Thì với hình ảnh là chúng ta gợi ý là một cái thể là áp xe gan do ký sinh trùng hoặc là sán lá gan gì đó, thì lúc mình gợi ý thì làm sàng nó sẽ đi làm cái xét nghiệm thêm về trong đó. Đó là hình ảnh của áp xe cho ký sinh trùng. Còn chấn thương gan thì hầu như là đi trực ngoại, là trực ngoại chờ đẩy, là hầu như là đi trực nào là chắc chắn là sẽ gặp cái này á, gặp cái chấn thương gan á, có lẽ là không gặp, còn những chấn thương luôn chờ đẩy là này. Thì cái chấn thương gan thì nó cũng có cách nhiều cách người ta hay đọc. Ví dụ mình mở cái đi trực, mình sẽ đi 3-4, thì mình đi trực cấp cứu, thấy không, bác sĩ cho nó đánh đọc đưa tờ giấy về, ta đọc chặt gan, rách gan, mở gan, mình biết chặt sao, rách sao, mở sao, rồi hạn thì mấy á. Thì qua bài này nãy nhất là hạn thì phải anh giới thiệu rồi, chúng ta đọc hạn thì 4, hạn thì 7, hạn thì 5, đó là nãy mình biết chút rồi, cái hạn thì rồi. Thứ hai là giặt là sao, tức là giặt là nó bị bên trong cái nhu gan thôi. Còn rách tức là giặt đây, nhưng mà cái móc liên tục, cái bờ rách ra luôn luôn, nghĩa từ rắc luôn tức là cái rắc luôn, cái bờ gan luôn. Còn vỡ tức là nó sẽ liền, tức là rắc đây, dù này rắc ở đây là nó thắng lại, nó không đi nữa, nó chỉ rắc thôi, nhưng mà nó rắc ở đây, nó quẹo đây, rắc ở đây luôn, cũng như vỡ luôn vậy, nó liền luôn rồi, những cái dạng đó. Nó móc liên tục hai bờ, đây gọi là móc liên tục hai bờ là vỡ. Hoặc là nó rắc, nó thụ máu dưới bao gan thôi, vân vân. Có mấy cái từ thuật ngữ hay đọc hay dùng đó như thế này. Dù bệnh nhân vô bị chấn thương bụng kính, nhìn cái CT lên, có nhìn cái hình này, chúng ta thấy đây là những tổn thương nó giảm đông độ. So với nhu mô gan là mà nhu mô gan mình tổn thương thuốc, đây nó bị rách, mà rách thì nó sẽ giảm máu, dịch máu rồi coi như đậm độ sẽ thấp. Thấy cái đường rách nó sẽ giảm độ nè, hình nằm giảm độ, hay những hình ảnh giật gan. Và nếu mà nó chạy ra liên tục ra cái bờ gan luôn á, thì nó rách, hoặc phải giật, đó, hình ảnh giật, rách gan. Ở đây hẳn thì mấy? Dù như người ta mô tả cái này, người ta đọc cái CT người ta dập keo ok đó. Để đó giờ nếu mà chắc ăn đó nó dập càng phải thì cũng được, nhưng mà nếu hạn thì nó cũng nãy anh chỉ là hạn cho mấy.
cái tầng này là trên, cái cửa là dưới, cửa. Cái tầng này rất là cao, thấy chưa thấy hình phải nữa. Thầy mới thấy được hình trái cũng nằm cao, hình phải đúng không? Thầy hầu như là tầng phía trên. Tầng phía trên thì chúng ta phân hạng thì lần nãy nói thì trái qua 2, 4, 8, 7, 4 hạng thì nó được chia ra 2, 4, 8, 7, nó chia ra bởi 3 cái tầng trên ngang. Tầng trên ngang giữa, phải, trái, giữa và phải. Thì mấy cái kéo ở đây á là 2. Giữa hàng giờ trái giữa là 4. Rồi qua đây là giữa giữa phải là 8. Rồi từ đó chạy ra đây là 7. Cũng như dễ nhớ là 2, 4, 8, 7. Thì đây thấy mình chỉ ngang giữa là 3 chấm. Thì đây là nó chính hạng thì là 18 rồi. Có qua phần hạng thì 4 rồi. Đây là 4, 8, 7. Cũng như là dần ngang 3 hạng thì. Đó thì cách chia hạng thì chúng ta nhìn rất là dễ. Phần trên chúng ta giữa 3 này, 2, 4, 8, 7. Rồi phía dưới, tính mặt cửa thì cũng bên kia, phía dưới cửa thì thằng này trên là 2, thằng dưới là 3. Thì 4 thì liên tục rồi, cũng A, cũng B rồi đó. Còn trên đây là 8, phía dưới nó là mấy? Dưới là 5 đúng không? Còn đây là 7, dưới là 6. Chia hạng thì được gì vậy? Đó, tương tự luôn thế. Dạ. Đó, những hình là gì? Dạ, ngang. Dạch ghe nằm trong dưới ghe mình độ thấp. Thật là chúng ta thấy có gì bất thường. Có cái mũi tên nó chỉ vô này. Thì chắc cái là bất thường là chúng ta thấy. Chúng ta nhìn nó có cái cảm giác vậy. Bữa giờ học trên đi về mặt cảnh độ nhìn nhiều rồi. Trắng, đen, xám rồi đúng rồi. Thì mình nhìn vô chỗ chỗ của tên chị á, ra chị cũng chưa xét đó, này là yếu này nè, tôi thấy có gì bất thường không? Chán. Nên mình nói tăng nồng độ thì đúng rồi, để tăng nồng độ nó như thế nào? Tôi thấy nó giống như xương, cũng người gần vậy, do mình nhìn trên hình cửa sổ này thì đúng là giữa cái xương với lại cái mạch máu này, nhìn cái mạch cái bụng cái bên nè, cái xương thì giống gần giống nhau là do cái cửa sổ thôi. Nếu mình siết cái sổ lại thì cái xương mạch máu nó phân biệt được liền, tại xương là hao phim nó gần ngàn lận, và trong khi mạch máu này cùng lắm chừng 200 à, mà giữa 1000 với 200 là mình mắt thường nhìn dư sức, tại do cái sổ này mở không đúng rồi. Thì cái tao thấy cái này trắng này, thật ra trắng này nó giống cái này nè, thì giống như máu, thì đây là máu cũng là tức là máu, tức là đang bệnh nhân này bị một cái vỡ gan nhưng mà có phát mạch thuốc gan quay nó ra ngoài luôn, trong là mạch máu nữa, tức là các mạch nó đang chảy luôn á, nó bị vỡ chảy ra. Thì dấu hiệu này là hầu như là bây giờ thì bên khi mà gặp cái vấn này là thì người ta sẽ phải chẩn, mà hầu như là có thể nó không mổ là sẽ làm suy tắc trước. Thì lúc đó bệnh chỗ đó lạnh người ta có làm này, tức là DSA á, vô là tắc, rồi tay á, vô tắc rồi cái nguồn chảy lại. Đó đây là cái dấu hiệu này gọi là dấu hiệu tắc mạch. Khi mà một chút thương gan thấy dấu hiệu này là dấu hiệu đường máu đang chảy rồi có phát ra ngoài máu, đó là dấu hiệu là mình thấy trắng trắng là nó giống đồng mạch máu, là dấu hiệu thắc mạch của gan quen. Nên khi mình đọc một cái CT bụng mình chứng thư gan, ngoài cái mình đọc dập rách gan thì nó dễ rồi, khó nó bùng giảm độ rồi. Thứ hai mình quan sát này, thôi mình có trả lời với mình báo là mình báo tình trạng bệnh nhân là đang máu đang chảy rồi thắc mạch của gan quen, ví dụ đó mình thấy tình trạng nặng này nó. Đó rồi đi cái đó là những cái gan là coi như nãy giờ nói về mấy cái u thường gặp nhất, mấy tổn thương lành tính thường gặp nhất là nang gan, đá xe gan, rồi u mà lành gặp thường gặp nhất là hemangioma, u nguyên phát và thường gặp nhất là hắc xì, thứ hai là di căn. Đó là những cái hầu như là nó chiếm gần như là 70-80% tổn thương gan chúng ta thường gặp rồi. Còn lại những số u khác là nó cũng khoảng chừng 20-30% một lần 60% thôi, còn lại chúng ta đi là hầu như chúng ta mở hồ sơ là một tí là gặp cái đó mấy ông có nhiều nhất, còn mấy kia thì nó nhiều quá, lúc đó chúng ta mốt này đi sâu chúng ta sẽ học thêm, nhưng mà đồng đó chúng tôi loạn hết. Thì cái gan này gì đó tiếp theo là cái bệnh lý về tụy. Tụy thì đi lâm sàng là hầu như cái này gặp hầu như là thường xuyên luôn,
đi chợ rẫy và đi lầu 8 B3 là coi như mình là quá trời.